Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 15 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 45 cụm công nghiệp, tổng diện tích gần 1.700 hecta, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 12.000 tỷ đồng, lũy kế thực hiện đạt gần 2.300 tỷ đồng. Đến nay có hai cụm công nghiệp đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, 3 cụm công nghiệp đã đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Có 9 cụm công nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn. 13 cụm công nghiệp đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đang tiến hành giải phóng mặt bằng. 15 cụm công nghiệp đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng. Một cụm công nghiệp tạm dừng hoàn thiện thủ tục đầu tư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hai cụm công nghiệp đã hoàn thành thủ tục đầu tư nhưng không triển khai các thủ tục để tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thu hồi dự án. Đến hết tháng 11 tổng dư nợ trên địa bàn Thanh Hóa đạt 187.000 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với đầu năm. Hiện thanh khoản hệ thống ngân hàng tương đối dồi dào, nhưng nguồn vốn cho vay vẫn không dễ dàng do khó khăn chung về tăng trưởng kinh tế. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, ngoài giảm lãi suất, vẫn cần thêm các giải pháp đồng bộ khác để kích cầu tiêu dùng, từ đó giúp gia tăng nhu cầu vay vốn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Để giao cấy 112.500 hectare trong vụ xuân năm 2024, bà con nông dân Thanh Hóa cần khoảng 3.500 tấn giống lúa các loại. Tuy nhiên, thời gian qua đã xuất hiện nhiều trang fanpage mạo danh các doanh nghiệp uy tín tự ý đăng tải những thông tin, hình ảnh, quảng cáo không chính xác về các loại giống lúa mà các công ty đang sở hữu và phân phối trên thị trường nhằm đánh lừa người tiêu dùng thu lợi nhuận bất chính. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đang tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, lấy mẫu phân tích các lô hàng tại các đơn vị sản xuất kinh doanh và cung ứng dưỡng đảm bảo giống lúa cung ứng đến bàn tay nông dân và đạt tiêu chuẩn, ngăn ngừa các yếu tố mất mùa do chất lượng giống. Để tránh rủi ro, người dân nên mua giống lúa thông qua các đơn vị sản xuất kinh doanh uy tín. Dự án khuyến nông xây dựng mô hình sản xuất rau có chứng nhận Việt Gáp tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giao cho trường Đại học Hồng Đức chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2021-2023. Sau khi điều tra về thổ nhưỡng và các điều kiện năm đầu tiên khoa nông lâm đã triển khai tại huyện Quảng Sương với 60 hộ tham gia. Đến nay đã có 2.400 hộ dân tham gia dự án với diện tích trên 100 ha tại các huyện Quảng Sương, Thọ Xuân và Nông Cống. Các hộ tham gia dự án được cung cấp giống cà chua và bí xanh, tham gia các lớp tập huấn, chuyển sang khoa học kỹ thuật, chăm sóc theo quy trình việt gáp. Dự án bước đầu đã tạo ra nông sản an toàn, cung cấp cho thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn đã tuyên truyền vận động nhân dân không để ruộng hoang như trước đây. Đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai sản xuất theo quy mô lớn có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về thủ tục đất đai, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng, lập các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2020 đến nay, toàn xã tích tụ tập trung được 7,41 ha đất sản xuất nông nghiệp, đạt 148%. Trong đó, sản xuất theo hướng công nghệ cao 1,56 ha, theo ước tính của xã, giá, giá trị sản xuất ngành trồng trọt của địa phương năm 2023 đạt 19,1 tỷ đồng. Tiếp theo là những thông tin trong nước như lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sáng 15 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 tháng 12 đến 18 tháng 12. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ mang nhiều ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau khi Việt Nam Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và phồn vinh tại châu Á và trên thế giới. Trong chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng 11 năm 2023. Gần đây, nhiều doanh nghiệp các tập đoàn sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới đã đến và mong muốn đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Theo Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Đông Nam Á, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trên 6%. Tiềm năng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn rất lớn, nhưng cũng có rất nhiều dư địa đầu tư mời gọi các doanh nghiệp này. Thị trường bán dẫn toàn cầu được dự báo đạt 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, nhưng cơ hội không chia đều cho tất cả. Chỉ khi sẵn sàng về hạ tầng, chính sách, nguồn nhân lực, Việt Nam mới có thể trở thành điểm đến thực sự của các tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất bán dẫn toàn cầu. Theo Bộ Lao động Thương minh Xã hội, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng vào ngày 20 tháng 12 tới. Đây là phiên họp thứ hai của hội đồng sau phiên đầu tiên vào tháng 8 năm 2023. Tại phiên đầu tiên, Hội đồng Tiền lương Quốc gia Thống nhất hoãn thương lượng tăng lương tối thiểu vùng đến cuối năm 2023. Nguyên nhân xuất phát từ kinh tế còn khó khăn, sức khỏe doanh nghiệp chưa thực sự ổn định. Như vậy, khả năng tiền lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 gần như khó có thể xảy ra bởi vì Hội đồng Tiền lương Quốc gia có trách nhiệm thương lượng thống nhất mức điều chỉnh tiền lương và tư vấn cho chính phủ xem xét quyết định. Việc này đòi hỏi thời gian nhất định. Nghị quyết 29 yêu cầu ngân sách cho giáo dục tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên thực tế triển khai chưa đạt được điều này. Nhìn vào bảng tỷ lệ phần trăm chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo có thể thấy mức chi cao nhất là 19,1% năm 2019. Các năm còn lại dao động từ 15,7% đến hơn 18%. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, việc thể chế hóa nghị quyết 29 còn chậm, thiếu tính đồng bộ và liên thông giữa các chính sách liên quan với các chính sách mới về giáo dục và đào tạo, thiếu các cơ chế chính sách ưu tiên cho giáo dục đào tạo, chưa thể hiện được quan điểm giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết để chuẩn bị hàng hóa trong 2 tháng dịp Tết sắp thìn, các doanh nghiệp bình ổn thị trường dành hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó hơn 8.500 tỷ đồng cho bình ổn thị trường. Có 45 doanh nghiệp tham gia cung ứng, phân phối các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, phục vụ Tết Nguyên đán đang chiếm thị phần cao các mặt hàng bình ổn chiếm thị phần 24 đến 43%. Đồng thời doanh nghiệp sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết, tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường, thiếu hàng cục bộ nếu có. Chỉ còn 2 tháng tới là đến Tết Nguyên đán, thị trường năm nay lại diễn biến khác thường. Giá thịt lợn và gia cầm từ đầu quý tư đến nay không cải thiện, thậm chí có lúc không xuất bán được. Chưa kể, dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại khiến các trang trại nông hộ không mặn màn tái đàn. Cục chăn nuôi khuyến cáo bà con cần chú ý thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để đảm bảo tổng đàn không bị hao hụt. Theo Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, dịp cuối năm khi nhu cầu tăng cao, giá sản phẩm chăn nuôi sẽ tăng nhưng không tăng đột biến như mọi năm. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan này đăng cấp kinh phí trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội cả tháng 1 và tháng 2 năm 2024 vào cùng một đợt chi trả tháng 1 năm 2024. Như vậy, hơn 3,3 triệu người sẽ nhận lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng, của 2 tháng đầu năm trước Tết âm lịch 2024. Để thuận lợi cho người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu toàn ngành phối hợp với phía bưu điện chi trả đầy đủ kịp thời lương hưu và trợ cấp hàng tháng cho người dân. Đồng thời cơ quan này khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản cá nhân, thẻ ATM. Trường hợp bà con ốm đau, già yếu, cô đơn bệnh tật không có khả năng đến điểm nhận tiền sẽ được nhân viên bưu điện hỗ trợ tại nhà. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung nâng mức hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố. Theo đó, hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo với mức 80 triệu đồng một nhà, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng và huy động quỹ vì người nghèo các cấp thành phố thêm 40 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với mức cũ. Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo mức tối đa 30 triệu đồng một nhà, trong đó ngân sách hỗ trợ 15 triệu đồng và nguồn huy động quỹ vì người nghèo các quận thêm 15 triệu đồng tăng 10 triệu đồng so với mức cũ. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm hỗ trợ đoàn viên người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2024, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức chương trình Hành trình Tết công đoàn Xuân 2024. Chuyến bay công đoàn Xuân 2024 sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 27 đến 29 tháng Chạp năm Quý Mão 2023. Sân bay đi là sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, sân bay đến tại các sân bay Vinh, tỉnh Nghệ An, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Nội Bài, thành phố Hà Nội, Cát Bi, thành phố Hải Phòng. Hàng loạt di tích lịch sử danh lam thắng cảnh tại Hà Nội sẽ đồng loạt tăng phí tham quan trong thời gian tới theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, quy định phí tham quan một lượt với mỗi khách như sau: Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám là 70.000 đồng, di tích Đền Ngọc Sơn 50.000 đồng, di tích Nhà tù Hòa Lò 50.000 đồng, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long 100.000 đồng, di tích Cổ Loa 30.000 đồng, di tích chùa Hương 120.000 đồng, di tích đền quán thánh 10.000 đồng, làng cổ đường Lâm 20.000 đồng, chùa thầy 10.000 đồng, chùa Tây Phương 10.000 đồng. Thời gian thực hiện sau khi nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố có hiệu lực thi hành. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15 tháng 12, bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống Việt Nam. Khoảng gần sáng vào ngày 16 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung trung bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chi chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.